kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ bảy ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng với các tin tức thời sự cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp Hưng Yên tổ chức đấu giá đất của Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên. Đây là phiên đấu giá quyền sử dụng đất lần thứ tư tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố. Trong phiên lần này, đấu giá 34 suất đất ở gồm 17 thửa đất khu dân cư mới phường Lam Sơn, khu vực ngã tư đường Phạm Bạch Hổ, Trần Hưng Đạo với giá khởi điểm từ 17.600.000 đồng đến 34.400.000 đồng một mét vuông. 13 thửa khu dân cư mới xã Phương Triều phía Tây, đường nối hai cao tốc, giá khởi điểm từ 11.800.000 đồng đến 21 triệu đồng một mét vuông. Ngoài ra còn 4 thửa đất trên địa bàn xã Quảng Châu do không đủ điều kiện về số lượng người tham gia đấu giá nên không tổ chức đấu giá. Kết thúc phiên đấu giá đã có 23 trên 34 thửa trúng đấu giá với số tiền trên 49 tỷ đồng. Hầu hết với các suất đã trúng đấu giá, mức giá trúng chỉ chênh từ 1 đến 2 triệu đồng một mét vuông so với giá khởi điểm. Chỉ có một vài suất khu dân cư mới phường Lam Sơn có giá trúng chênh lệch từ 5 đến 6 triệu đồng một mét vuông so với giá khởi điểm đưa ra. Năm 2023, kế hoạch vốn của huyện Phù Cử, tỉnh Hưng Yên là gần 1.700 tỷ đồng. Đến thời điểm này, khối lượng thực hiện đạt gần 1.000 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch. Đây là nỗ lực rất lớn của huyện và các đơn vị thi công, bởi trong các tháng đầu năm nay, giá vật liệu, đặc biệt là cát đen tăng liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ san lấp thi công các công trình. Đơn cử như tại dự án đường trục trung tâm huyện Phù Cử, có giá trị hợp đồng trên 150 tỷ đồng, thời gian chuẩn bị gần 2 năm, thời gian thi công theo kế hoạch phải mất trên 2 năm nữa. Tuy nhiên, nhà thầu đã tập trung nguồn lực để thi công. Đến đầu tháng 9 này, khối lượng thi công được 83%, dự kiến hoàn thành trước khoảng 1 năm. Quan điểm chỉ đạo của huyện Phù Cử là lấy rút ngắn thời gian thi công bù cho thời gian bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ gắn với đảm bảo chất lượng an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật. Theo thông tư 60 vừa được Bộ Tài chính ban hành, từ ngày 22 tháng 10 năm 2023 sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí cấp giấy đăng ký mới và biển số xe ô tô. Theo đó, lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số với xe bán tải đối với khu vực 1, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 20 triệu đồng, mức tăng gấp 40 lần so với trước đây. Sau nhiều ngày bật tăng mạnh mẽ, giá gạo xuất khẩu của nước ta quay đầu giảm mạnh. Không chỉ có ở Việt Nam, giá gạo xuất khẩu nhiều nước như Thái Lan, Pakistan đều đang sụt giảm. Thời gian qua, trên thị trường, nhiều người giao bán sâm Ngọc Linh hay sâm Lai Châu với giá rẻ giật mình. Thực chất đó là sâm nhập lậu, không rõ nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam. Trà trộn rồi mạo danh sâm Ngọc Linh. Nguy hiểm hơn, khi kiểm nghiệm sâm Trung Quốc phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gấp nhiều lần cho phép. Trong đó có cả hoạt chất bảo vệ thực vật đã cấm ở Việt Nam. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Hiện nay, tình trạng học sinh, nhất là học sinh trung học phổ thông đi xe đạp điện, xe máy điện, xe gắn máy vi phạm luật giao thông đường bộ xảy ra khá phổ biến. Trong đó, không ít học sinh chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe phân khối lớn tham gia giao thông. Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt đèn đỏ. Tháng 9 là tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường. Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương cùng với nhà trường phụ huynh cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức luật giao thông đường bộ cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Ngày 8 tháng 9, trên địa bàn thôn Vân Trì, xã Tân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ xô xát giữa hai cha con ruột khiến người con tử vong. Theo người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 8 tháng 9 giữa ông Lê Khắc Sáng, sinh năm 1956, là bố đẻ của Lê Khắc P, sinh năm 1990, khiến P tử vong. Được biết, hai cha con xảy ra xô xát do mâu thuẫn về tiền nong. Ông Sáng do không kiềm chế được đã cầm vật nhọn trên bàn đâm vào người P dẫn đến tử vong. Trước đó, vào giữa tháng 7 năm 2023, tại thôn Cẩm Quan, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, cũng đã xảy ra vụ án mạng giữa bố đẻ với con trai khiến người con tử vong. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp với tổ chức trẻ em Rồng Xanh giải cứu anh T, sinh năm 1981, ở xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, là nạn nhân của đường dây đưa lao động Việt Nam sang Myanmar trái phép dưới chiêu trò việc nhẹ lương cao.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7 năm 2023, anh T đi tìm việc làm và được giới thiệu sang Myanmar làm việc tại công ty game với mức lương 30 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh trái phép sang Myanmar, anh T bị ép buộc tạo các tài khoản game ảo để lừa đảo tiền của người khác. Thấy việc làm trái pháp luật, anh T không đồng ý thì bị chúng nhốt lại và đánh đập, bỏ đói trong nhiều ngày liền. Sau nhiều ngày bị giam giữ, anh T đã bỏ trốn và liên hệ với gia đình để đến công an tỉnh Bạc Liêu trình báo. Cơ quan chức năng đã giải cứu đưa anh T trở về địa phương an toàn vào ngày 7 tháng 9. Khuyến cáo người dân không nên tin theo những lời mời gọi hào nhoáng, việc nhẹ, lương cao từ các trang mạng xã hội và những người không quen biết. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter tấn công vùng núi Hai Atlas của Maroc vào cuối ngày 8 tháng 9 khiến khoảng 300 người thiệt mạng và làm sụp đổ nhiều tòa nhà. Trận động đất xảy ra vào lúc hơn 23 giờ ngày 8 tháng 9 theo giờ địa phương, có tâm chấn ở độ sâu 18,5 km tại khu vực Izin của núi Hai Atlas. Đây là trận động đất mạnh nhất tại khu vực này trong hơn 120 năm qua. Izin là một khu vực miền núi với các làng nông nghiệp nhỏ, cách thành phố Marrakech khoảng 70 km về phía tây nam. Hình ảnh truyền thông cung cấp cho thấy nhiều tòa nhà đổ sập gần tâm chấn. Tại Marrakech, thành phố nổi tiếng về du lịch với khoảng 840.000 dân, một số ngôi nhà ở khu phố cổ là di sản UNESCO đã bị đổ sập và người dân đang dỡ bỏ những đống đổ nát bằng tay trong khi chờ máy móc hàng nặng đến. Một đơn kiện thay mặt cho tất cả người tiêu dùng tại nước Anh đã được đệ trình lên Tòa Phúc thẩm Cạnh tranh Vương quốc Anh, yêu cầu Google bồi thường thiệt hại khoảng 7 tỷ bảng với cáo buộc hãng này đã bóp nghẹt sự cạnh tranh trên thị trường công cụ tìm kiếm và là nguyên nhân khiến giá cả tăng cao trên toàn nền kinh tế của Anh. Bên nguyên đơn, cáo buộc Google đã vi phạm luật cạnh tranh khi loại bỏ chức năng cạnh tranh tìm kiếm trên thiết bị di động và sử dụng thế mạnh thống trị thị trường của mình để tăng mức giá mà các nhà quảng cáo phải trả để được nổi bật trên trang tìm kiếm của Google. Theo đơn kiện, những chi phí quảng cáo này sau đó sẽ được chuyển sang người tiêu dùng, khiến họ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa và dịch vụ họ mua. Đơn kiện được đưa ra thay mặt cho 65 triệu người tiêu dùng ở Vương quốc Anh. Nếu vụ kiện thành công, mỗi nguyên đơn có thể được bồi thường khoảng 100 bảng Anh. Takahe là loài chim cổ đại chỉ có ở New Zealand và được cho là đã tuyệt chủng trong môi trường hoang dã hồi năm 1898. Với nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn một thế kỷ qua, các nhà bảo tồn động vật New Zealand mới đây đã hồi sinh thành công loài chim này từ những cá thể hiếm hoi còn lại và đưa chúng trở về môi trường hoang dã. Hồi đầu tháng 9 này, có 18 con chim Takahe đã được thả về môi trường hoang dã ở khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Wakatipu của New Zealand. Vào tháng 10 tới, 7 con chim Takahe khác cũng sẽ được đưa tới đây. Trong những năm qua, các nhà nghiên cứu New Zealand đã ấp trứng chim Takahe tại các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nhằm bảo vệ chúng khỏi các loài động vật như chồn, chuột. Loài chim quý hiếm này là một trong những biểu tượng của đất nước New Zealand. Chim Takahe trưởng thành có chiều cao trung bình là khoảng 1,2 mét và nặng từ 15 tới 20 kg. Chúng có thân hình to lớn, chân dài, bộ lông sặc sỡ. Đây là loài chim không bay, sống ở những khu vực ẩm ướt và có nhiều cây cối. Một công ty khởi nghiệp hàng không ở Stuttgart, Đức thông báo máy bay điện HI-4 chạy bằng pin nhiên liệu hydro hóa lỏng của hãng đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm. Đây là bước đột phá công nghệ đối với ngành hàng không trong nỗ lực cắt giảm khí thải nhà kính. Công ty cho biết, HI-4 là loại máy bay 4 chỗ ngồi chạy bằng pin nhiên liệu hydro hóa lỏng. Trong đó, hydro phản ứng với oxy và được chuyển hóa thành điện và nước. Do đó, chất thải duy nhất là nước và không gây hại như khí carbon của ngành hàng không truyền thống. Bằng cách sử dụng nhiên liệu lỏng hydro thay vì hydro dạng khí, tầm bay tối đa của máy bay HI-4 đã tăng gấp đôi từ 750 km lên 1.500 km. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự chiều nay 18:30. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.